3 trường hợp nổi tiếng nhất về âm binh mượn đường: trận động đất Đường Sơn, sự cố cung nữ Tử Cấm Thành, đoạn đường tối Vân Nam. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào lúc 3 giờ 42 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, một trận động đất mạnh 7,8 độ chưa từng có đã xảy ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đường Sơn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Giao thông, nguồn cung cấp nước, điện và viễn thông đều bị gián đoạn. Ngay sau khi động đất xảy ra, một lực lượng quân đội đã nhận được mệnh lệnh cứu trợ Đường Sơn từ cấp trên. Sau khi nhận mệnh lệnh, lực lượng này đã nhanh chóng huy động hàng chục xe quân sự tiến về Đường Sơn với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng khi họ chỉ còn cách khu vực thảm họa Đường Sơn khoảng 1 giờ đi đường, thì một sự kiện bí ẩn đã xảy ra. Toàn bộ xe đều bị hỏng cùng một thời điểm. Dù kỹ thuật viên có mặt tại đó đã kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không thể nào tìm thấy lý do. Tình huống này xảy ra khiến đội cứu trợ vô cùng bối rối và lập tức báo cáo sự việc với cấp trên. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ đèn của tất cả các xe đồng loạt bị tắt. May mắn là cùng lúc đó, một đơn vị quân đội cũng nhận được mệnh lệnh là đẩy tất cả các xe ô tô sang một bên đường. Sau đó tất cả mọi người sẽ di chuyển lên xe để nghỉ ngơi, nhưng không được nói chuyện hoặc làm ồn. Mặc dù mệnh lệnh trên khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng với tư cách là người lính, họ vẫn thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức. Và rồi như vậy cho đến khuya, khi mọi người đều đang nửa mơ nửa tỉnh, thì đột nhiên bị tiếng ngựa reo vang làm giật mình. Những người lính nhìn thấy hàng loạt xe ngựa đi ngang qua xe của họ. Đoàn xe này đều đến từ khu vực thảm họa ở Đường Sơn. Trên mỗi xe đều có một chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng màu xanh lục. Nhưng điều kỳ lạ là trên xe không có người lái, và mỗi chiếc xe đều chất đầy đầu người. Những đầu người này có cả già, trẻ, trai, gái, đều biểu lộ sự đau đớn và kinh hãi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng nhớ đến mệnh lệnh cấp trên yêu cầu họ không được nói chuyện hoặc làm ồn dù cho nhìn thấy bất cứ điều gì, mọi người chỉ có thể im lặng, không dám mở miệng. Một số người tò mò nên đã âm thầm đếm số lượng xe ngựa trong đoàn. Họ phát hiện rằng có hơn 100 chiếc xe và thời gian những cỗ này đi qua tổng cộng khoảng 10 phút. Khi đoàn xe ngựa dần dần biến mất thì điều kỳ lạ lại một lần nữa diễn ra. Tất cả đèn pha trên các xe quân sự đều đồng loạt được khôi phục và mọi sự cố cũng đều tự nhiên được khắc phục. Sau này khi sự việc truyền ra ngoài, người ta nói rằng đó chính là âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Âm binh mượn đường nói về những việc linh hồn từ địa ngục xuất hiện trên dân gian. Bởi vì âm binh thuộc về thế giới âm nên không được phép xâm nhập vào thế giới dương. Vậy nên, khi xuất hiện trên trần gian, họ sẽ phải mượn đường. Âm binh mượn đường thường chia thành 3 dạng. Dạng đầu tiên đề cập đến việc khi quân đội cổ đại hoặc hiện đại thất bại nên oán khí không tan. Thêm vào đó là những lý do đặc biệt như thời tiết hay môi trường địa lý lúc bấy giờ sẽ khiến họ tồn tại trong thế giới mà con người đang sống. Dạng thứ hai chính là sau khi xảy ra một thảm họa lớn khiến vô số người qua đời. Âm binh từ địa ngục sẽ đến dương gian để thu thập linh hồn của họ. Còn dạng thứ ba sẽ xuất hiện trong cuộc chiến ma giới. Truyền thuyết kể rằng địa ngục cũng giống như thế giới của chúng ta, có phe phái và chiến tranh. Khi các phe phái yêu ma này xảy ra xung đột, họ sẽ triệu hồi âm binh từ khắp nơi. Một điều trùng hợp là ngoại trừ trận động đất lớn tại Đường Sơn, thì Tử Cấm Thành cũng đã từng có thông tin về sự kiện tương tự, thậm chí còn được du khách chụp ảnh lại. Năm 1992, một nhóm du khách đang tham quan cung điện tại Tử Cấm Thành, nhưng thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm kèm theo sấm chớp và dông bão, khiến du khách phải vội vàng tìm nơi trú mưa. Thế nhưng lúc đó, họ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Một nhóm cung nữ mặc trang phục cung đình nhà Thanh với nhiều màu sắc vội vã đi qua bức tường màu đỏ của cố cung. Du khách bị cảnh tượng khó hiểu này làm kinh ngạc. Một số người có mang theo máy ảnh lập tức ghi lại cảnh tượng khó tin này. Nhưng điều mọi người không ngờ đến là khi du khách chụp ảnh, những cung nữ mặc trang phục cổ điển dường như cảm nhận được nên đã đưa mắt nhìn. Thậm chí có một cung nữ giơ quạt che kín khuôn mặt, dường như không muốn bị chụp ảnh. Ngoài ra, tại huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam cũng có câu chuyện tương tự về chuyện âm binh mượn đường. Gần khu du lịch Sơn Lâm của huyện Lục Dương có một con đường dài khoảng 40 mét
rộng chưa đến 1 mét. Tại đây luôn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ, chính là khi ngựa, bò, cừu hay một số động vật khác tiếp cận đoạn đường trên đều trở nên hoảng sợ. Dù người ta có đánh đuổi bằng cách nào đi chăng nữa, thì những con vật này vẫn không dám tiến về phía trước một bước. Mỗi khi trời mưa gió, sẽ vang lên những âm thanh kỳ lạ. Trong tiếng ồn ào sẽ kèm theo âm thanh của vũ khí va chạm, tiếng la hét của đám đông, tiếng của ngựa chiến, hòa cùng tiếng chiêng trống vang trời. Theo truyền thuyết, một số dân làng còn từng nhìn thấy một nhóm người cổ đại mặc áo giáp, cầm dao kiếm đang cưỡi ngựa chiến đấu, mỗi người một vẻ mặt hung dữ đáng sợ. Các trưởng lão tại địa phương đều cho rằng đây chính là nơi âm binh mượn đường. Vào thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng dẫn quân xuống phía Nam đến Lục Dương. Trận đánh giữa quân Thục và quân Mạnh Hoạch cũng diễn ra ở địa phận này. Để đối phó với quân Thục, Mạnh Hoạch đã mời vua Mộc Lộc của Động Bát Nạp rất giỏi về pháp thuật đến hỗ trợ. Đoạn đường kinh hoàng trên được cho là do vua Mộc Lộc phù phép. Trong trận chiến đầu tiên, khi quân Thục bị Mạnh Hoạch dẫn dụ đến đây, thì bất ngờ những con ngựa đồng loạt tỏ ra hoảng sợ. Vua Mộc Lộc ngay lập tức triệu tập hổ báo, sói và cho sói tấn công, khiến quân Thục thiệt hại nặng nề. Do đó, người dân địa phương tin rằng những âm thanh kỳ lạ phát ra tại con đường này là vì linh hồn quân Thục tử trận trong hơn ngàn năm trước vẫn chưa rời đi. Vậy nên, mỗi khi trời mưa gió lại xuất hiện hiện tượng âm binh mượn đường. Đây quả thực là một chuyện kỳ lạ khó tin, vậy nên nhiều chuyên gia đã đặc biệt đến tận nơi để điều tra, nhằm xác minh những câu chuyện truyền miệng có chính xác hay không. Nhóm nghiên cứu đã đưa một con ngựa đến để thực nghiệm. Điều làm họ kinh ngạc chính là con ngựa đến đoạn đường này thì lập tức trở nên hoảng loạn, không dám tiến thêm bước nào nữa mà liên tục muốn quay đầu chạy trốn. Thậm chí, toàn bộ lông trên cơ thể đều dựng đứng. Không muốn bỏ cuộc, nhóm nghiên cứu lại tiếp tục đưa một con chó săn đến để thực nghiệm. Tuy nhiên, con chó săn bình thường rất hung dữ, nhưng khi đến đây, nó bỗng dưng nằm phủ phục trên đất, liên tục lùi lại và tru lên sợ hãi. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nghe thấy được những âm thanh kỳ lạ của ngựa chiến cùng tiếng vũ khí va chạm. Nếu phân tích kỹ ba trường hợp này, sẽ thấy chúng dường như đều phù hợp với ba dạng của âm binh mượn đường. Sự cố con đường ở Vân Nam và hình ảnh cung nữ ở Tử Cấm Thành giống như trường hợp thứ ba. Oán khí của họ không tan nên đã trở thành âm binh trong thế giới người sống. Theo thống kê sau trận động đất Đường Sơn thì có đến gần 240.000 người tử vong. Với số lượng linh hồn lớn như thế, thì tất nhiên Diêm Vương cử một lực lượng lớn âm binh đến để thu thập linh hồn. Liệu việc dân gian chuyển tay nhau về hiện tượng âm binh mượn đường có phải là sự thật hay chỉ là câu chuyện huyền thoại? Trong ba sự việc trên, ngoài câu chuyện trong trận động đất tại Đường Sơn là thật giả khó phân, thì các chuyên gia đã đưa ra giải thích khoa học cho hai sự việc còn lại. Hình ảnh cung nữ trong Tử Cấm Thành có thể liên quan đến sắt tetrosit ở bên trong bức tường cung điện màu đỏ. Sắt tetrosit có chức năng ghi lại hình ảnh. Nếu trước đây trong một cơn sấm sét có cung nữ tình cờ đi ngang qua, thì hình ảnh của họ sẽ bị cảm ứng điện tử ghi lại. Và khi gặp trời mưa sấm sét, những hình ảnh này sẽ xuất hiện lại giống như một bộ phim đang được trình chiếu. Sự kiện động vật bỏ chạy khi đến con đường kỳ lạ ở Vân Nam xảy ra do một khu vực xung quanh có chứa nhiều khoáng từ và thạch anh. Khu vực này có thể được xem như một bộ ghi âm tự nhiên. Với một số điều kiện đặc biệt, bộ ghi âm tự nhiên đã ghi lại những âm thanh trong quá khứ, nên những gì chúng ta nghe chỉ là âm thanh được phát lại. Tuy nhiên, những lời giải thích từ các chuyên gia vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Bức tường của Tử Cấm Thành đã được sơn lại nhiều lần. Nếu sắt tetrosit có tồn tại đi nữa thì cũng đã bị che phủ từ lâu. Mặc dù có sự hiện diện của các mỏ từ và đá thạch anh, nhưng với số lượng như vậy vẫn chưa đủ để tạo ra hiệu ứng ghi âm. Và ngay cả khi thực sự may mắn ghi lại được, thì cũng chỉ có một đoạn âm thanh duy nhất tồn tại. Ngoài ra, vẫn chưa ai có thể giải thích được lý do nhiều loại động vật cảm thấy sợ hãi khi đi qua con đường này. Vậy âm binh mượn đường có thực sự tồn tại trong hơn 1.000 năm khi Bắc Tề Thư, Thái Bình Quảng Ký và một số sách cổ khác cũng có ghi chép liên quan? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.